Khi mà mình bắt đầu học Phật, cái bước đầu tiên để dẫn dắt mình vào con đường tu tập thì mình thọ tam quy ngũ giới, tức là hồi nãy những gì quý vị mới vừa thọ tam quy và năm giới. Và giữ tam quy năm giới này, đó là bước đầu của cái câu thứ nhất là lánh xa mọi điều ác. Thời gian sau quý vị thọ thập thiện. Thập thiện là gì? Tức là 10 điều lành. 10 điều lành mà chia ra làm 3 phần: tu thân, tu miệng, tu ý. Thân ấy, thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng thì có 4 điều: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác và không nói lời vô ích. Đó là tu cái miệng. Còn cái ý của mình đó là giảm tham, giảm sân, giảm si. Không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, cho nên gọi là thiện. Thập thiện nghĩa là tu cái lành, bởi vì cái ác là mình đã trừ rồi. Ví dụ như không sát sanh là trừ ác, nhưng bây giờ không trừ ác mà phải làm gì? Phải làm lành, cho nên phải phóng sanh. Không trộm cắp là không làm ác, nhưng phải làm lành là bố thí. Không tà hạnh nhưng mà phải làm lành là tu chánh hạnh. Không nói dối mà phải nói thật.
không đâm thọc mà phải hòa giải, không nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích, không tham mà muốn giảm tham, để bố thí để giảm tham, quán từ bi để giảm sân, tu trí tuệ để giảm si. Vì sao chúng ta si mê? Vì chúng ta không có trí tuệ, không có sáng suốt, không có nhận định, cho nên mình mới mê lầm. Còn nếu như mình tỉnh giác, mình sáng suốt thì mình không có mê lầm, cái gì mình cũng rõ ràng. Có những cái mình hụt, mình mất, nhưng mình khổ hoài, nhưng mà trí tuệ sẽ soi sáng cho mình biết, không mất bữa nay thì cũng bữa khác mình mất. Tại vì thủy chung cuộc đời này không có gì tồn tại mãi mãi. Hiểu như vậy gọi là tu học thiện. Cho nên bước thứ hai là lánh xa. Thứ hai là làm mọi việc lành. Rồi qua tới cái giới pháp thứ ba là gì? Là cứu độ chúng sanh. Và cứu độ chúng sanh là gì? Tức là Bồ Tát giới và quý vị thọ đó. Cho nên một người Phật tử thể hiện ba câu này qua ba giai đoạn thọ giới. Đầu tiên là thọ tam quy ngũ giới, là lánh xa mọi điều ác. Thọ thập thiện là làm mọi việc lành. Thọ Bồ Tát giới là giúp đỡ chúng sanh. Đó là ba từ mà giáo pháp của Phật gồm gọn lại trong ba câu đó. Hay là nói cách khác lên là Phật đã chia, đã hướng dẫn chúng ta tu từng bước như vậy, đến khi nào chúng ta trọn vẹn được, thành tựu được cái sự tu tập của mình, đến cái chỗ rốt ráo viên mãn. Thường thường Phật tử mình đó, đặc biệt là các vị Phật tử bên Bắc Tông, chúng ta thường tụng kinh, tụng những cái bài thần chú. Đối với những vị nào mà ít có nghe pháp, ít có nghiên cứu Phật học, thì quý vị có thể hơi lộng cộng Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bắc Tông, Nam Tông đó. Thì thưa đại chúng là những nước như là Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, những nước đó là theo Phật giáo Nam Tông. Tức là các nước đó là chư quý thầy, quý sư, quân y đi khất thực và không có truyền thống ăn chay. Và những kinh của các sư tụng, các nước Phật giáo đó tụng không có những câu thần chú, chỉ thuần là những bài kinh rất đơn giản, như là kinh hạnh phúc, kinh thương yêu, tất cả những bài kinh mà có tính cách hướng dẫn rất thực tế, dễ hiểu trong cuộc sống hàng ngày. Những kinh đó chúng ta thường gọi là kinh Nam truyền. Tức là Phật giáo sau khi Đức Phật mất khoảng 150 sau, 150 năm sau, thì giáo đoàn của Phật bắt đầu chia hai. Chia hai mà không phải do cái sự gọi là, chỉ có một cái điều là có những cái ý kiến khác biệt. Một bên thì muốn giữ nguyên cái truyền thống như Phật, một bên thì muốn đem đạo Phật gần gũi với quần chúng, cho nên thì bắt đầu chia hai hướng để đi. Những vị nào mang Phật giáo gần gũi quần chúng được gọi là đại chúng bộ, hay là thượng đại chúng, tức là gần gũi cặp phổ cập trong quần chúng, còn được gọi là đạo Phật nhập thế, hay là đạo Phật phát triển. Còn những vị nào mà giữ nguyên truyền thống, đi như thời Phật, đi thất thực, ăn ngày một cử và quân y, và không có truyền thống ăn chay, những nước, những vị đó đi về phía Nam của Ấn Độ, cho nên được gọi là Nam truyền hay gọi là Nam tông. Còn Phật giáo như là các vị có cái ý là hướng đi về thế giới chúng sanh để nhập cuộc, để nhập thế độ đời, thì gọi là Bắc tông, vì đi hướng về hướng Bắc. Mình gọi Nam và Bắc là để nói là cái hướng mà các vị đi về. Còn chúng ta gọi là Nam truyền hay là Bắc truyền hay là Nam tông, Bắc tông. Nhưng mà các vị bên Bắc tông á, đã là gần gũi quần chúng thì thường hay hội nhập với tất cả những gì quần chúng đang sống và đang thực hiện. Ví dụ như là các vị ngoài đời, con người ai cũng thích ca hát. Thí dụ vậy đi, cho vui. Thì bây giờ đạo Phật nhập thế cũng sẽ hội nhập được vấn đề đó. Nhưng mà thay vì mình hát những bài tình ca buồn khổ, thì bây giờ chúng ta hát những bài Phật ca. Ví dụ như cái bài nãy, khi chúng ta buồn, chúng ta không thể thoải mái, thì chúng ta hát cái bài đó lên, tự nhiên làm cho cái tâm mình đó, nó nhẹ nhàng,
Ví dụ như mình hát cái bài ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo, không đi đâu nữa, có chi để làm, học buông thả, sống không rộn ràng hay là sống không vội vàng. Hát cái bài đó lên, cái tự nhiên con người này nó chậm lại và nó giúp cho mình thoải mái được cái giây phút hiện tại. Vì con người mà cái tâm mình nó bất thường, có khi thì nó buồn, có khi nó vui, có khi nó khổ, có khi nó hạnh phúc. Chính nó bất thường như vậy cho nên mình phải có những cái phương thuốc để làm cho nó quân bình trở lại. Thì nhập thế nghĩa là hội nhập được với xã hội. Ví dụ như ngày xưa các thầy quân y, mà quân y thì phải hở cánh tay, mà hở cánh tay mà đi qua nước Trung Quốc, đi qua nước Việt Nam đó, thì nó không hợp với cái văn hóa ở Đông. Bởi vì văn hóa ở Đông nó kính trọng là phải kính đáo chứ không thể hở hang. Bên Ấn Độ á, người ta muốn gặp Phật mà muốn bày tỏ lòng cung kính phải hở cánh tay bên phải ra. Cho nên quý vị đọc kinh quý vị theo, lúc bấy giờ có vị Bồ Tát hay một vị tỳ kheo đó trình bày văn hữu, tức là hở cánh tay phải ra để nói lên cái sự cung kính của mình. Nhưng mà bên truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc á, hở hang như vậy là hở quốc kính trọng, cho nên phải kính đáo. Buộc lòng các thầy thời đó phải nương vào cái áo của các ông quan ở trong triều, chế ra cái hậu, tức là cái áo tràng mà bây giờ quý thầy đó, quý thầy mặc vào cái tay nó rộng thùng thình đó. Cái áo đó là nương vào các cái áo ông quan thời nhà Đường để chế ra cho các thầy mặc, để nó kín đáo khi đi vào trong cung thuyết pháp. Nhưng mà tuy mặc cái áo đó che cánh tay lại, nhưng vẫn giữ được cái truyền thống của Đức Phật, của Ấn Độ là hở cánh tay. Cho nên quý thầy bây giờ mặc cái áo này nhưng mà đắp y thì chừa cánh tay phải ra, hiểu không? Tức là vẫn hội nhập được với truyền thống của Á Đông nhưng vẫn giữ được nguyên thủy của Phật. Quý vị thấy đặc biệt của Đạo Phật đó là gì? Đó là hội nhập. Giống như Đạo Phật đi vào đất nước Việt Nam, cái vấn đề cúng giỗ, cúng ông bà tổ tiên nó là không có nằm trong đạo Phật. Nhưng mà khi đạo Phật đến cái quốc gia Việt Nam, mà Việt Nam thì lại có cái truyền thống cúng ông bà, thì bây giờ đạo Phật không có bài xích mà hội nhập được cái đạo lý đó. Bởi vì chính đạo Phật, Đức Phật cũng dạy hiếu thảo, thì cái chuyện đó nó quá là phù hợp. Nhưng mà bây giờ mình cúng ông bà như thế nào để hội nhập được cái gì? Hội nhập được cái văn hóa đó, nhưng mình nói lên được cái gì? Nói lên được cái đạo lý đó. Dùng một câu, một lời nói, một hành động. Quý vị thường tụng những cái bài thần chú, quý vị nghe án không? Án tất niệm đô mạng ra ra bạc đà giả ba bà ha, án lam, án sĩ lam, án kiếp lệ vũ lệ. Thế thì chữ án là gì? Chữ án nó có 10 công dụng. Một là nó dẫn âm. Ví dụ mình đang tụng như này, na na gần thì ta bà ha, ba bà lợi ra nghiến ra giả ta bà ha, tất điều đô mạng ra ra bạc đà giả ta bà ha. Án là một cái câu dẫn, hiểu không? Để làm cho mọi người đi theo. Giống như mình người ta hò vậy. Trước khi mình ta vô câu hò, ta phải làm sao? Ngân ngân chút. Ví dụ đèn Sài Gòn ngon xanh ngon đỏ, đèn Mỹ Tho ngon to ngon luôn, anh về anh học chữ du, chính trắng em đợi hò, chính trắng em đợi mười phú em chờ. Cái đó là cái gì? Cái hò đó là gì? Cái dẫn, hiểu không? Cái đó là cái dẫn. Bắc cũng có, huế cũng có, nam cũng có. Người ta muốn nói trước khi người ta hát cái bản nhạc, ta cứ hò hay ta cứ ngâm cái câu dẫn. Thì cái công năng thứ nhất của chữ án là dẫn âm, dẫn âm. Và cái thứ hai để chữ án là gì? Là một chữ, một tự thôi, đó là một chữ. Nó là phát nguồn của tất cả mọi cái năng lực. Có một ví dụ, mình muốn nói một câu nói gì với ai, nhiều khi nghe cái câu đầu người ta thoải mái, người ta bực bội, nhiều khi cũng trừ cái chữ đầu. Ví dụ mình gặp người đó, à chị,
chị giúp em này được không? Ngay cái chuyện a chị thôi là người ta cảm nhận được cái sự thân mật. Ê là biểu con cũng chữ đó mà a với ê nó nói lên hai cái tâm niệm. Cái ê là giống như là mình là ra oai ra quyền, còn chữ a giống như là một sự vui mừng, một cái sự gần gũi. Quý vị thấy không, ngay một cái chữ đầu mình nói ra, cho nên trong cuộc sống của mình đó, mình tụng cái chữ án đó, không phải chỉ tụng cho Phật nghe mà mình phải ứng dụng chữ án nghe trong đời sống của mình. Mình phải thấy được cái năng lực của chữ án ngay từ cái buổi đầu. Một cái câu nói mà nhiều khi á, một cái lời nói của mình ngay lúc đầu người ta cảm nhận được cái từ thân tình của mình, hay là một cái gì đó để mà người ta gần gũi được, hay là ngay đó là ta giỏi rồi. Ngay cái câu đầu nói chuyện là ta đã giỏi rồi. Thì cái chữ án này là nguyên đầu là một chữ dẫn âm, và cũng là một chữ gọi là tự, tự là một chữ thôi. Kế đó là gì? Một câu. Có nhiều khi một chữ là ta giỏi rồi, nhưng mà cũng có khi một câu người ta đã ngán rồi. Cho nên chữ án đó cũng là một tự, nhưng cũng là một câu. Ví dụ một câu nói, một câu nói của mình: chị ơi, chị rảnh không? Chị phụ giùm em này. Cũng là một câu nhưng mà ta nghe, ta cảm. Ê là ta thấy mất cảm tình. Một tự. Rồi mình tưởng sao? Là biểu coi, là cứu rồi. Một câu mà cứu mà ta giỏi rồi. Làm này cho tôi coi, cũng là cứu. Chị giúp giùm em này chứ. Cũng một câu, nhưng mà một câu mà người ta cảm được mình. Một câu mà mình, có nhiều khi một câu mình tạo bao nhiêu cái hiểu lầm. Ví dụ như hai người đó ta thân thiết vậy, hỏi chị có biết cái người đó? Ôi không dám biết. Mình tạo cho người ta cái nghi ngờ, mình tạo cho người ta một cái sự hiểu lầm gì đó. Nhiều khi mình cố mình, một là mình vô tình, hai là mình cố ý mình nói một câu, nhưng mà một câu đó để tạo nên cái sự nghi kỵ giữa người này với người kia. Cho nên cái năng lực của tụng thần chú, hôm nay Pháp Hòa nói chữ án đó để rồi để chúng thấy mình tụng kinh để làm gì, và nó có năng lực gì cho mình ứng dụng thật sự trong cuộc sống của mình. Một câu, một chữ, một lời mà mình làm cho người ta cảm nhận được. Cho nên thứ ba là gì? Cái thứ ba của chữ án là gì? Là quán. Quán là gì? Là soi rọi, là chiếu lại. Nhiều khi mình nói gì mình không có quán, ưng nói gì nói, ưng làm gì làm, mà tu hành mà hay ứng dụng trong cuộc sống này thiếu cái sự nhìn lại, dừng lại, nhìn lại, đôi khi mình cũng làm cho người thân mình khổ, những người xung quanh mình buồn khổ, do mình thiếu cái quán. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát mà quý vị thường niệm khi cứu khổ là Bồ Tát gì? Quán Thế Âm. Chữ quán là tìm tòi, nhìn sâu, nghe kỹ. Chữ thế là thế gian. Chữ âm là âm thanh. Luôn luôn quán lại những cái tiếng âm thanh của thế gian này để chúng ta có mặt cứu khổ. Có nhiều khi một người kế bên mình, họ nhiều khi họ nói một hai câu, họ chưa dám trực tiếp nói với mình cái khó khăn của họ. Nhiều khi họ nói một hai câu mà nếu mình có quán là mình nhận ra người ta đang kẹt, và mình có thể mở lời để mình nâng đỡ, giúp đỡ người ta. Còn nhiều khi mình nghe mình lờ luôn, rồi về mình khoe chứ. Hồi nãy gặp tôi dọ dẫm định nhờ tôi lờ luôn. Đâu, nhiều khi mình cũng biết á, mình cũng biết á, nhưng mà tại vì mình không giúp cho mình lờ. Mà nữ ra vì một là mình không quán, hai là có quán nhưng mà quán tưởng sao, thường thường ta quán để làm gì? Quán để cứu khổ, quán để tới gần. Còn mình vừa quán xong kỹ đó, nó sắp mượn tiền, nó giả bộ. Thì nhiều khi ta thấy em lúc này công ăn việc làm cũng kẹt đó. Chỉ lúc này cũng vậy đó em. Thật sự là quý vị thấy không, trong cuộc sống của mình có đôi khi mình quán để mình lui, và với cái năng lực từ bi thì quán để mình cứu. Cái hai cái khác, một người bình thường á, là thấy người ta sắp sửa nhờ vả gì mình á, là bắt đầu mình rên. Nhiều khi mình rên còn hơn nữa, cái ta đến luôn. Cái ta về đó, ta hỏi sao anh chị gì có nhờ được người đó? Trời ơi, tôi mới có gã có một câu mà bả rên một ghe.
Cho nên bác Hoàng hay chọc với Phật tử, thế này thầy có rảnh không, cho con than chút. Và nói à thì thôi có mấy lò, than một hai lò đi rồi bác Hoàng than nguyên nhà, nguyên hãng than luôn. Một câu, một cú, quán. Chữ án nó ba năng lượng rồi, ba năng lượng thấy không? Câu, cú, quán. Rồi gì vậy đó? Quán xong rồi trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là do cái sự hiểu biết mà do tu tập quán chiếu mà ra, chứ không phải do học thức. Người ở đời á, học mà biết á, ta gọi là trí thức. Trí thức nghĩa là trí tuệ người này do học mà có, còn người tu mà có thì gọi là trí tuệ hay là trí huệ, chứ không phải trí thức. Hai cái đó nó khác. Mình học mà biết là trí thức, mình tu mà rõ là trí huệ. Có nhiều khi á, mình đâu có học gì đâu. Có nhiều lúc có nhiều vị người ta phát minh, những người mà ta phát minh ra những cái gì hay đó không phải do trí thức, mà do trí tuệ người ta quán, người ta nhìn, người ta thấy được cái cách nào làm gì đó. Cho quý vị nói có quà thưa là đặc biệt là trong mọi cái lĩnh vực, từ nấu ăn cho đến là nghệ thuật cắm hoa, may vá, trang trí. Người ta nếu mà có học thức, ta học cái căn bản thôi. Nhưng mà cái người mà người ta có suy tư, người ta có thiết là tự nhiên trong đầu người ta rất nhiều những cái thiết kế rất là hay, do trí tuệ mà. Cho nên Phật tử mình làm sao mà có trí tuệ? Muốn có trí tuệ phải làm gì? Phải học quán, học nghe, học suy tư. Mà nhà Phật gọi là nghe, suy nghĩ, hành trì, gọi là văn tư tu. Mà người có quán rồi á, thì tự nhiên trí nó sâu. Phó Hoàng ví dụ, quý vị đi ngang cái bình hoa, quý vị thấy đẹp. Mình đi phớt, mình thấy đẹp, nhưng mình không biết đẹp như thế nào. Chỉ khi nào mình dừng lại để đi xem coi cái bình hoa này cắm sao, thì quý vị ra trước nhìn, ra sau nhìn để biết, ồ, cái lá nó phải nghiêng như vậy để nó xòe, cái hoa phải cắt như vậy để nó đứng, vân vân. Thành thử ra ngay cả, xin lỗi, nhiều khi mình đi vô nhà hàng, mình ăn một món ăn, người ta đem ra, mình ăn xong mình ngon quá, cái đấy nó đổ khều, coi cái này có gì, có mấy món, rồi mình để ăn vô miệng, rồi mình nhắm nhắm coi cái này nó có bao nhiêu hương vị, bị gì, từ đó mình học ra được cái cách đó. Thành thử ra đó là gì? Đó là quán, mà từ đó ra được cái tuệ. Thành thử ra người có quán là có tuệ. Tự cú quán trí tuệ. Mà trí tuệ này từ đâu ra? Do hành. Hành là gì? Là thân hành. Mình thấy rõ thì mình thấy ra. Cũng giống như quý Phật tử hay nói chung trong cuộc sống của chúng ta, ai thấy rõ được cái khổ, cái lụy, cho nên chúng ta nguyện thọ giới tập tu. Bây giờ đại chúng nhìn đời sống chúng ta hàng ngày mà chúng ta không ứng dụng một phần gì trong cuộc sống, từ đời cho tới đạo chúng ta khổ triền miên. Thôi bây giờ đừng nói tới chuyện đạo, nói trong đời mình thôi. Cho dù mình không đi học hành đạo Phật pháp hay học giáo lý gì đâu, nhưng mà tự thân căn bản của mình, ai cũng sống trong đời tự nhiên lớn lên là biết là nhịn nhục. Thôi kệ đi, nhịn nhục đó đi. Nhưng mình chúng ta chỉ nói thôi, mà chúng ta không thực hiện một phần nào trong sự nhịn nhục trong cuộc sống hàng ngày, thì gia đình cũng không yên, giữa hai vợ chồng, con cái nó cũng không yên. Thành thử ra không cần mình học Phật, ai lớn lên trong cuộc sống mà tự động cũng biết một cái căn bản nhịn nhục, nhường, hy sinh, vân vân. Nhưng mà trong cuộc sống này, những từ ngữ đó không phải để chúng ta nói, mà để chúng ta thực hiện một phần nào trong cuộc sống này. Quý vị biết một người mà vô chùa mà tu không phải đơn giản. Không phải chỉ nhịn nhục những người xung quanh mình không, mà mình phải khắc phục mọi cái khó khăn từ những cái thân tâm của mình nó biến hiện, chứ đâu phải bình thường. Con người mà ai cũng có tham, có sân, có si, có dục vọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết quán, biết có trí tuệ, có quán, thì chúng ta sẽ chuyển được. Chúng ta sẽ chuyển được. Còn nếu không chuyển được thì chúng ta là người thua. Cho nên trong cuộc sống của mình, quý vị thấy không? Hay nói sao? Lúc này con trai chị mới có thay đổi thôi. Ý là mình hỏi chữ chuyển đó.
nó có tu không? Ví dụ như hồi xưa nó chuyên môn là nó bỏ nhà nó đi chơi khuya, bây giờ nó lớn lên chút rồi nó có biết suy nghĩ lại, nó có chuyển đổi tâm tánh. Cho nên chỉ cần thằng trai đó mà giờ nó chuyển đổi tâm tánh chút, cái mẹ nó vui, gia đình nó hạnh phúc. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ trong cuộc sống của mình, ai mà không có những cái tật, mà ai mà nếu chúng ta thiếu cái sự nhìn lại cái tật của mình để mình quán, mình tư duy để mình chuyển đổi, thì làm sao người khác có hạnh phúc? Cho nên chữ án này nó trở thành ra một cái năng lực cho sự ứng dụng trong đời sống, chứ không phải nằm trong cuốn kinh để mình tụng. Rồi hành, hành rồi nguyện. Nguyện tức là chúng ta phát nguyện, chúng ta làm. Giáo là chúng ta dạy. Lý là lẽ thật, cho nên học giáo lý là vậy. Chiều nay chủ nhật đi chùa học giáo lý nha. Học giáo lý là gì? Giáo là dạy, lý là sự thật. Nhà thờ cũng dạy giáo lý, chùa cũng dạy giáo lý. Bởi vì ai sống trong đời cũng phải cần nương cái lý để sống. Nương cái lý là nương lẽ thật. Mà nếu mà chúng ta chỉ nương cái tạm thì mai mốt chúng ta khổ. Nương cái tạm là đúng, nhưng mà phải học cái lý là thật. Không, và ví dụ giờ mình nương cái thân mình sống, nương cái thân này sống là phải ăn, phải uống, phải mặc, phải làm đủ thứ để giữ cái thân này. Nhưng mà cái này là mình, cái này là mình dạy cái thân mình, đôi khi mình phải dạy nó khắc phục. Như ngày hôm qua, hai bữa nay, ba ngày nay trời nóng quá, ngày nào cũng là gần 40 độ. Rồi bây giờ nếu mà mình, nếu mà mình không có, có cái sự chánh niệm, mình quên mình đang ở đâu, nóng quá đôi khi mình cũng muốn hay là mặc cho nó bỏng bớt. Nhưng mà mình mặc bỏng mình đi shopping được, đi chơi được, ra công viên được, mà vô chùa đâu có được. Thì tự mình phải giáo cái thân mình không được. Thậm chí như vậy mà con mặc nguyên cái áo tràng. Bây giờ quý vị thấy quý vị có một cái bộ đồ, một cái áo tràng, quý thầy ở trong cái áo thun, ngoài bộ đồ thêm cái lớp áo này và thêm cái lá y. Rồi bây giờ thử thời, bây giờ mình nhìn lại mình, ai khổ hơn ai? Không, còn ví dụ cái nhỏ thôi. Nhưng bây giờ không lẽ giờ ngồi trên giày nóng quá cái ngồi sửa y sửa áo rồi không lẽ làm không được? Phải giáo nó. Giáo nó là dạy cái thân này phải khắc phục những cái gì? Khắc phục thời tiết. Khắc phục thời tiết gọi là nhẫn gì? Pháp nhẫn. Nhẫn con người gọi là sanh nhẫn. Nhẫn hoàn cảnh là pháp nhẫn. Cuộc sống này là hai cái đó là phải có. Sống chung này, ngồi đây này, 200 người, 300 người đây, lát đi ra đi vô mà không khéo là cũng không có thể được. Cho nên phải pháp nhẫn, phải sanh nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn những người sống chung, pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh. Mà được như vậy thì chúng ta là người giáo lý hành. Giáo pháp của Phật nó có bốn công năng: giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là dạy, lý là lẽ thật, hạnh là thực hành, quả là kết quả. Cho nên quý vị tụng Pháp Hoa, giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bài y chánh, khắp pháp giới tôn pháp. Khi quý vị lãnh lễ cái phần kinh Pháp Hoa là mấy cái kinh Đại Thừa mà Hòa Thượng Vạn Đức dịch đó, ngài hay soạn mấy câu lễ phía trước đó, trong đó có cái câu lãnh lễ đó. Giáo hạnh lý, giáo là giáo lý, giáo hạnh lý quả là bốn cái trình tiến trình để mình thành tựu được cái sự tu hành của mình. Những gì Phật nói gọi là giáo, mà lời dạy đó luôn luôn trang chứa là thật là lý. Nếu mình ứng mà lý nó để làm gì? Để chúng ta thực hành gọi là hạnh, mà thực hành được gọi là quả. Rõ ràng không? Mình dạy người ta làm chuyện rồi, nhưng mà nó có lý lẽ, nó có lẽ thật ở trong đó. Mà nó có lẽ thật trong đó thì chúng ta nói được lên cái giáo pháp. Nhân quả là hai cái công năng nữa. Mình làm việc gì, cho nên quý vị thấy bất cứ một cái lễ gì, quý thầy muốn đem cái ly nước đó làm nên một cái pháp mà là sái tịnh, làm cho đạo tràng thanh tịnh, quý thầy bắt ấn vẽ chữ án. Tại sao vẽ chữ án? Bởi vì chữ án này nó có cái công năng như vậy. Chỉ cần một người nhận được một giọt nước này,
người ta nhận được 10 công năng, phải không? Hay là nói một cách khác là chúng ta tụng câu thần chú này, nó có cái công năng. Và thưa đại chúng, những câu thần chú nếu chúng ta tụng mà chúng ta hiểu, rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, thì câu thần chú này là pháp tu. Câu thần chú là pháp tu. Nhân quả này ai cũng biết, nhưng mà đôi khi chúng ta quên gì? Quên quán chiếu nhân quả. Quên quán chiếu nhân quả mà hãy quên thì sao? Mình cứ tha hồ, mình sống bất cần nhân quả. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta nhớ, nhưng mà đôi lúc chúng ta quên, mà nhất là những lúc chúng ta phiền não thì chúng ta quên. Rồi bây giờ Pháp Hòa đọc lại 10 cái công năng của chữ án không nè. Tự cú quán trí tuệ hành nguyện giáo lý nhân quả, 10 cái. Và bây giờ quý vị hiểu được cái này rồi, mai mốt mình tụng chữ án, mình thấy giờ chữ này nó có mù mờ gì với mình nữa, mà mình bất cứ lúc nào chuyện gì xảy ra, mình cứ lấy đại một cái nghĩa của chữ án ra mình ứng dụng. Ví dụ như bây giờ mình còn hơi sợ sợ, không biết có nên quy y không? Quy y là bất tự do đó. Nhưng mà tự nhiên mình nhớ trực là, ủa, bình thường mình cũng đã giữ giới rồi nè. Bằng chứng, đi đường gặp bản ngưng, stop, mình dừng. Đèn xanh thì mình đi, đèn đỏ thì mình dừng, đèn vàng thì mình chậm lại. Chỗ nào cho 50, mình lái 50, chỗ nào cho 30, mình lái 30. Rõ ràng mình giữ luật rồi. Mà giữ luật mà đâu có đau khổ, tại vì mình biết, thứ nhất, giữ luật như vậy để an toàn cho mình, cho người. Thứ hai nữa là lỡ mà cảnh sát bắt được thì mình sẽ bị phạt. Nhờ hiểu như vậy cho nên giữ luật, giữ mà không khổ. Thì ngày nay giới luật Phật dạy của mình cũng có gì đâu khổ. Phật dạy mình đừng sát sanh, giết người, hại vật cũng để bảo hộ cho mình. Thì khi mình giữ mà mình không có khổ, tự nhiên mình nhớ trực lại, hồi nãy mình đang lưỡng lự với có làm không, thì tự nhiên chữ ác nó xuất hiện là nguyện. Không nguyện là không làm. Có nhiều khi nó thôi, tôi có hứa đâu, tôi làm được như tôi làm, không bao giờ làm. Tôi không có hứa anh trai ăn được bữa nào ăn suốt, mà suốt 30 năm nay chưa ăn ngày nào. Nhưng mình hứa mình ăn. Ví dụ như chiều nay có quà mời đại chúng đi chơi, đi ăn cơm gì đó, mà đại chúng nói, ô, chiều nay 4 giờ tôi sẽ đi, là sẽ cố gắng tranh thủ thời gian. Còn nếu đại chúng trả lời không biết à, khi nào có mặt ta biết. Khi mình nói như vậy nghĩa là lòng mình không muốn đi. Mà không muốn đi là không khởi, không nhớ, không nguyện. Không nguyện là không ghi lòng, không ghi lòng là sẽ quên. Tới hồi tới giờ đi, mình đã lo việc khác, bị gì ngay cái giây đầu, lòng mình đã không có cái đó. Cho nên cái nguyện đó, nó hằng ở trong tâm mình, mà nhờ vậy mà chúng ta phát triển tốt trên cái đường tu. Rồi, bây giờ cái chữ án đó nó có 10 cái công năng như vậy rồi. Tới cái chữ gì? Hôm nay qua giải, án, tất, điện, đô, mạng, đa, ra, bạc, đà, dạ, ta, bạc. Giờ chữ án quý vị nghe rồi. Giờ chữ tất là gì? Hôm qua mình học. Chữ tất là gì? Thành tựu. Hôm qua mình tứ tất đàn đó. Tối hôm qua mình học tứ tất đàn đó. Thì chữ tất có nghĩa là thành tựu. Cho nên trong cái câu thần chú của chú Đại Bi, cái câu cuối là án, tất, hay là đọc là tác. Nhưng mà chữ tác thì chữ tất nó cũng có nghĩa, nghĩa là thành tựu. Điểm đô là gì? Là đạo tràng, là nơi chốn của con. Thôi bây giờ mình gọn, mình nói là con muốn thành tựu được đạo tràng của tự thân con, tự tâm con, lãnh thổ của con, thì con phải có gì? Con phải có ba bạc đà ra, tức là tội tâm mãn nguyện. Án, tất là thành tựu. Điện, điện đô, tức là lãnh thổ của mình. Mạng đa ra nghĩa là pháp giới của mình, đạo tràng của mình. Bạc đa ra là tội tâm mãn nguyện. Ta bà ha có 6 nghĩa. Cho nên quý vị tụng từ câu Nam mô Hắc ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia Nam mô A Bà Lô gì đó, từ cái câu đầu đó cho đến cái câu mà Ma bà là lị thắng yết ra dạ ta bà ha, toàn là những câu tên của Phật, tên của các vị thần, tên của các vị Bồ Tát, chưa phải là câu thần chú.
Tâm chú của Đại Bi nó có câu cuối thôi: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bạc. Vậy thì cái câu đó nghĩa là chữ án là không nói rồi, nó là một cái dẫn âm, nó là một cái sự đưa đến sự hành trì cho mình. Nhưng mà con nguyện, con muốn thành tựu được đạo tràng lãnh thổ tội tâm mãn nguyện của con, đến cái chỗ gì? Đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, cho nên là ta bà. Hôm rồi có một dịp đó, Pháp Hòa giải thích chữ ta bà ha có sáu nghĩa. Ta bà ha không có sáu nghĩa nha. Kiến tường, thành tựu, viên tịch, tức tai, tăng ích. Chữ ta bà. Cho quý vị mà nhẫn ai đó, mà nhẫn tới nơi tới chốn mà không có gây gỗ trong cái giờ phút đó, là lát tự nói với mình: bữa nay tôi ta bà ha. Tại vì sao? Tại vì nhẫn được như vậy là tức tai, tức là chấm dứt tai nạn, đúng không? Không gây gỗ là cát tường, không gây gỗ là cát tường, mà không có, mà không có gây gỗ là có cát tường, mà như vậy gọi là tức tai rồi, đâu có tai họa gì nó tới. Rồi cộng thêm đó là gì? Là viên tịch, là cái chỗ vắng lặng yên ổn. Rồi cái gì đó là tăng ích, tăng được cái sự lợi ích. Và nó là gì nữa? Đó là thành tựu. Cho nên ta bà ha có sao nhỉ? Còn chữ án thì nó gồm có 10 cái pháp ở trong đó. Mà bây giờ quý vị chỉ cần mỗi ngày khi mình tụng câu đó, ý mình muốn nguyện cái gì? Con xin nguyện thành tựu được cái lãnh thổ của con. Lãnh thổ là gì? Cái phạm vi. À, bây giờ có một ví dụ như hôm nay này, quý vị đi chùa ngồi góc đó là một lãnh thổ của mình. Cái phạm vi chùa Phổ Hiền này cũng là lãnh thổ của mình. Lát nữa mình ra ngoài mình ngồi ăn cơm, mình cũng có lãnh thổ của mình. Nhưng mà cái lãnh thổ quan trọng nhất là tự tâm của mình. Lãnh thổ này mà yên thì những cái lãnh thổ khác nó yên. Tại vì nó, cái này giống như là thủ lãnh, mà mình yên trong này rồi thì tất cả bên ngoài đó nó nghe lời, vì ngồi đâu nó cũng yên, nó không có phiền nào. Cho nên khi mà chúng ta tụng câu này thì ý là chúng ta muốn nguyện cho quốc độ của con, lãnh thổ của con trở thành ra một pháp giới sung mãn đầy đủ tội tâm mãn nguyện. Do cái gì? Do cái án mà ra. Nếu như mình muốn được cái chỗ mình an ổn, đạo tràng mình an ổn, quốc độ mình an ổn, viên mãn mọi sự, mà mình thiếu 10 cái án trên thì làm sao yên ổn được? Bây giờ mình nói gọn, nói gần, muốn gia đình mình yên, bản thân mình không có cọc cằn, nóng nảy mỗi ngày, con cái mình nó không bị ảnh hưởng những cái nóng nảy của mình đó. Mình muốn gia đình mình yên, hai bên cha mẹ, nội ngoại đều yên, thì không ngoài cái gì, không có gì khác hơn là chúng ta biết hành trì 10 cái chữ của chữ án. Nếu chúng ta chỉ cần quán, chúng ta chỉ cần hạnh, cần nguyện, cần giáo lý, sống đời phải có giáo lý. Người mà không có giáo lý thì biết gì đâu tu mà sống. Phật tử mà không có giáo lý càng tu càng sai lầm. Tại vì sao? Mê nhiều bất tịnh, mà mê mà đưa Phật lên làm thánh thần. Ví dụ như là chụp hình sợ chụp ba người này. Thắp nhang mà nhang công là mừng rỡ lắm vì phẩm chứng, thấy không? Đó rồi á, mình khấn nguyện mà thành tựu được cái gì là mình mang áo, mang vải mình lên mình tròn cho mấy tượng Quan Âm ở ngoài sân. Như ở Việt Nam quý vị đi ngang nhiều cái chùa quý vị thấy mấy cái hình thức đó nó không phải là chính thống trong truyền thống đạo Phật. Nếu như mà mình muốn dâng y cho Phật, dân y là gì? Chữ y là gì mà dân? Chữ y á, là tiếng Ấn, tiếng của mình. Mà nói đúng tiếng Phạn là ca sa, hay đọc là cà sa. Cà sa nghĩa là gì? Cà sa nghĩa là hoại sắc. Cà sa nghĩa là nhẫn nhục. Cà sa là giải thoát. Cà sa là lìa cái sự ô nhiễm. Cà sa là uổng phước. Cho nên quý thầy đắp cái y, nó có những cái đường đó là uổng phước y.
liên hoa y, bất nhiễm y. Như vậy thì dâng cho Phật cái y, nghĩa là chúng ta hãy dâng cái sự tu tập của mình, mình dâng cái đó thiết thực hơn, đúng đắn hơn, là mình mang một cái y chọn cho Phật ở ở ở ngoài ngoài sân, mà nhất là mấy cái áo mà nó có cái cột dây ở đây nè, đứng Quan Âm đứng như cái tròn vậy nè, đi ngang tưởng đâu ai đang hát tuồng tiếng trống mê linh. Thành nữ ra Đức Quan Âm đâu có chọn mấy cái áo đó, mà mình ở Việt Nam là cứ đem mấy cái áo đó là tròn vô cái tượng, rồi người ta đi ngang những hình thức đó thì tạo cho người ta nhìn vô đạo Phật đó. Đạo Phật là vậy đó, mà nó khổ cái hãy chỗ nào có nhang có đèn là đạo Phật. Thành nữ ra người ta cúng tam tai, người ta đem tam sơn ra lòng đường người ta cúng, người ta đem hình nhân thế mạng ra ngoài đường người ta cúng, rồi người ta đem cái người giả làm bằng cái bó rơm á, đem ra ngoài sân cái ngã ba đường cúng cúng xong rồi lấy đôi dép á, lấy chiếc dép đập nó đánh tiểu nhân. Mình đang năm nay mình bị tiểu nhân hại cho nên mình phải đánh, mình đập nó để cho tiểu nhân đấy. Mà người ta đi ngang người ta đâu có biết mình làm gì, nhưng mà hãy chỗ nào có nhang có đèn thì ta quy định đó là đạo Phật. Mà cho nên Phật tử mình, những người có đi chùa và học Phật thì nhất định phải có nhau đi. Giáo là lời dạy, lý là lẽ thật. Mình không học lẽ thật thì mình không ứng dụng được lẽ thật. Mà không ứng dụng được lẽ thật thì sao? Mình tiếp tục không sống được bằng cái nhân quả thiện lành. Nhân quả là một danh từ chung, thiện lành cũng là nhân quả. Ví dụ như quý vị bố thí là nhân, được người ta giúp đỡ lại mình là quả. Mình giữ giới là nhân, gia đình hạnh phúc là quả. Như vậy mình có tu cũng không rời hai chữ nhân quả, mình không tu cũng không rời hai chữ nhân quả. Đánh người ta là nhân, ta đánh lại là quả. Nói xấu người ta là nhân, người ta lại chửi mình là quả. Như vậy có nhiều khi mình nói sao chỉ nói luôn nhân quả. Dạ không, như nãy có một Phật tử pháp danh là Minh Báo. Chữ báo đó là gì? Đó là cái quả báo thiện lành của mình. Minh là sáng, người có trao dồi trí tuệ là nhận được cái quả báo sáng suốt. Mình có học Phật là nhân, cho nên rõ ràng mọi thứ là quả. Cho nên chữ nhân quả không phải để dành cho những điều xấu, nhân quả là để dành chung cho tất cả. Cái gì có nhân có quả, nhân quả thiện, nhân quả xấu. Ngay cả chữ nghiệp, có nhiều người nghe chữ nghiệp cũng sợ. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ gặp một cái chị hay cái chú Phật tử đó, chú rất là rằn, chu mỏ, tác bạch đồ mọi thứ, giống như mấy chú Phật tử đây. Ông nó nghiệp. Sao nghiệp? Nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp thiện. Hàng ngày người ta trao dồi cái đó, cho nên giờ ứng xử là người ta làm được cũng là nghiệp, mà nghiệp tốt. Còn mình ấy, cũng tạo cho một nghiệp xấu. Cho nên nếu người nào, bây giờ Pháp Hòa tắt cái chữ đó, một chữ án thôi, rồi mấy chữ sau là tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha gì đó. Những người nào muốn thành tựu được lãnh thổ của riêng mình, quốc độ của riêng mình, thì không gì khác hơn chúng ta hành trì được 10 công năng của chữ án. Cho nên lúc nào chữ án, câu thần chú nào, ví dụ quý vị tụng chú chuẩn đề khể thủ quy y tôn tất đế, bốn cái bài bạc, cái bài kệ bốn câu đó nó không nằm trong kinh. Cái bốn câu đó là của tổ Long Thọ, khi ngài cảm nhận được cái năng lực của Đức Chuẩn Đề, cho nên ngài mới viết ra cái câu đó để tán dương Đức Chuẩn Đề. Và sau này chúng ta lấy bốn câu đó để vào cái bài thần chú Chuẩn Đề, để làm cái bài dẫn cho trước khi chúng ta bắt vào cái bài chú đó. Cho nên hãy bắt chú Chuẩn Đề cái thường tụng khể thủ quy y tôn tất đế, đầu diện đảnh lễ thất công chi, ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Đó là bốn câu của ngài Long Thọ viết để ca ngợi cái công năng của Đức Chuẩn Đề. Rồi ngay khi chúng ta bắt đầu vào câu thần chú Nam Mô Tát Đa Nẵm gì đó, cũng chưa phải là câu thần chú. Tâm chú của Chuẩn Đề là án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà. Rồi quý vị tụng câu nào cuối cùng cũng có câu án đó. Dụ như tụng Lăng Nghiêm, câu cuối cùng là gì? Án A Na Lệ. Thì cái câu án A Na Lệ đó là tâm chú của Lăng Nghiêm. Rồi giờ tâm chú đó nó đều xuất phát từ chữ án,
Vì sao? Vì chữ án có 10 cái công đức. 10 công đức đó là tự án trí tuệ, hành nguyện giáo lý nhân quả. Nếu mà chúng ta biết được, ứng dụng được 5 chữ, 3 chữ, 6 chữ, 7 chữ gì trong chữ án này thì nó sẽ thành tựu viên mãn tùy theo cái sự tu của mình. Nếu mình ăn một cái bánh thì mình đo một cái bánh, mình ăn 5 cái thì mình đo 5 cái. Thì ở đây cũng vậy, mình tu được phần nào mình sẽ hưởng được phần đó, hưởng được cái quả báu của phần đó. Ví dụ luôn luôn mình lấy hai chữ nhân quả ứng dụng, sử dụng đúng hai chữ nhân quả thì không có quả nào nó đến mà quả xấu. Và nếu như mà quả gì nó đến, dù cho mình làm tốt mà toàn là quả xấu nó đến, cũng không đau khổ buồn phiền vì mình có trí tuệ chiếu soi đây là cái quả của quá khứ chứ không phải là cái nhân hiện tại. Vì có những loại trái mình trồng trong mùa hè này nó lên, nhưng mà có những loại trái phải 5-10 năm sau nó mới có quả. Ví dụ trồng cây bưởi, cây cam không thể nào một năm có trái. Trồng cây ớt có thể tháng 6, tháng 5 để mình trồng, tháng 7, tháng 8 mình có trái. Trồng hoa có thể, nhưng mà có những loại cây nó phải đợi thời gian sau. Cho nên những gì chúng ta hưởng trong đời này đó là cái quả của quá khứ. Những gì chúng ta đang tạo trong đời này nó sẽ là, nó là cái nhân của hiện tại và cái quả là ở về sau. Cho mình hiểu rõ như vậy thì trí tuệ nó không có làm mình mê lầm. Cho người mà không hiểu thì than trời trách đất buồn khổ. Và người có trí tuệ soi sáng thì thấy tất cả mọi hiện tượng sự vật trong thế gian này không có cái gì mà nó ở yên chỗ mà nó không thay đổi. Ngày hôm qua mình học 4 cái pháp để thành tựu. Chỉ cần đại chúng ứng dụng một phần nào trong phần giáo lý, những gì mà quý vị về chùa học đều là giáo lý hết á. Giáo lý nhân quả, giáo lý duyên sinh, giáo lý vô thường. Đã nghe bàn Phật, nhìn lên bàn Phật là thấy bài giáo lý này. Bình hoa là nhân, trái cây là quả, bình hương là giới, nước là định, đèn là tuệ. Đó, nói cái bàn thờ là một bài giáo lý rồi. Hương là thơm, có thắp cái hương lên thì nó bay mùi thơm. Người không tu thì làm gì có đức hạnh để người ta nương. Cho nên cắm cây hương lên thì nhắc nhở mình phải có giới. Người có tu thì hương đức giới định, cái hương đức của mình nó tỏa ra, lấy cây hương làm biểu tượng. Đem chén nước cho Phật lên cúng, nhắc nhở mình phải lắng trong định tĩnh. Người có lắng trong định tĩnh thì mới thấy rõ mọi pháp. Rồi đem cái đèn lên cúng, nghĩa là luôn luôn soi thắp lên cái ngọn đèn trí tuệ, mình Phật đều có. Luôn luôn đem trái cây lên là nhắc nhở mình đừng có quên, hãy lựa quả lành, lựa quả tốt, vung bồi nó lên như dĩa trái cây mình vừa đôn lên vậy. Trái cây đôn cho cao, vung bồi cái quả lành, quả thiện. Bình hoa trưng cho đẹp, nghĩa là tuy rằng nó vô thường, nó sẽ khô héo, nhưng không vì vậy mà chúng ta không bỏ phế nó. Cho nên hoa nó đẹp cũng giống như mình đến với nhau, hãy nở nụ cười, hãy gửi lời chào thân thiện. Rồi một mai này ai cũng sẽ héo rồi cũng đi. Nhưng mà trước khi héo, trước khi đi, chúng ta hãy làm những đó hoa gửi tặng cho nhau. Thì ngay cái bàn thờ là giáo lý rồi. Mà học mà giáo lý được như hoài vậy đó thì luôn luôn sống trong giáo lý và nhân quả. Mà người sống trong giáo lý nhân quả nhờ cái gì? Nhờ có quán là soi xét, nhờ có suy nghĩ là trí tuệ, phải không? Người như vậy có phải là ngay tự thân tâm này an ổn không? Gia đình mình yên và mình đi tới đâu, quốc độ mình cũng yên hết, viên mãn thành tựu hết, rốt ráo hết, tiêu những cái tai nạn hết. Đó là cái câu đại bi tâm đà la. Đầu tiên vô á, thiên thủ thiên nhãn, nghĩa là ngàn tay ngàn mắt. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm, người có cái tâm từ bi rồi á thì vô ngại, không có bị những cái chướng ngại. Đà La Ni là gì? Đà La Ni là tổng trì, pháp tổng trì, nghĩa tổng trì. Mình hiểu cái nghĩa và mình hiểu luôn cả cái giáo pháp. Cho nên cái chữ Đà La Ni, cái nghĩa của nó là tổng trì. Tổng trì cái gì? Tổng cái gì mà trì cái gì?
tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Giáo lý nào mình cũng học, pháp môn nào mình cũng học. Xong rồi tùy theo mọi hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng. Cho nên có nhiều vị người ta nói tu không có được tu tạp, tu tùm lum kêu tu tạp. Sao kêu tu tạp? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị tới người hút thuốc thì muốn khuyên họ đừng hút thuốc thì mình phải nói gì? Không lẽ tới người hút thuốc nói anh đừng uống rượu. Tới người hút thuốc thì mình phải ứng dụng cái pháp, cái giáo lý nói như thế nào nó liên hệ đến vấn đề hút thuốc. Gặp người uống rượu thì mình phải nói về người uống rượu. Mình là cái người tổng tất cả pháp, trì tất cả, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Mà mình vô ngại đại bi rồi thì tới người nào mình cũng vô ngại được, bởi vì mình có cái cách để mình đến tới người đó mình nói. Cái người ta chưa biết tu hành gì hết mà ta còn sống rất đời, tới mà không có biết cách nào đó, anh đó nha, tội chết rồi, tối ngày lo tu đi, tội ngập đầu đó. Mình nói như vậy làm sao mà mình có thể hướng dẫn ta được? Mình nói như thế nào để cho người ta cảm nhận là mình chưa gì hết là bắt đầu mình rủa người ta. Nếu mà nói theo đời chúng ta rủa đó, mình muốn đến với họ mình phải biết ứng dụng cái nghĩa nào, cái pháp nào. Mà người mà có tổng hợp được tất cả các cái như vậy thì làm sao gọi là tu tập được. Và mình biết người nào như thế nào để mình đưa ra các cái giáo lý mình đọc. Ví dụ như có những lúc có những thầy nói chuyện với nhau xài những cái từ, dùng những từ rất Phật học, tại vì quý thầy là người hiểu với nhau, nói ra là hiểu gì. Còn nói, nếu mà gặp một Phật tử sơ cơ mới bước vô chùa mà sổ tràn đó là ta ngồi ta chịu thua. Ví dụ như một thầy đó gặp mình với hỏi hòa thượng khỏe không, như thị ông nói gì thấy không. Thành thử ra nếu mà cái người mà có ứng dụng được thì người ta sẽ biết cách nào, lúc nào, ai đó. Phật tử mà mới sơ cơ vô chùa là quý vị dùng những cái từ Phật học chuyên môn sao ta nghe ta hiểu. Anh đi tắc bạch không? Anh tắc bạch là cái gì? Anh đi tẩy uế chưa? anh đi tẩy tịnh chưa? Anh đăng xí chưa? Anh cần đăng xí không? Đăng ký thì tôi biết, mà đăng xí thì tôi biết. Đăng xí là đi nhà cầu á. Xí là hôi, là xấu. Đăng là đến cái chỗ đó. Mà nếu mà mình dùng toàn cái đó không, người ta nghe ta hiểu gì? Hỏi mà đăng xí xong tẩy uế chưa? Tao không hiểu. Giờ nói đại luôn. Nói mà thậm chí mà phải nói theo đây. Qua đây mà nói washroom tao không hiểu. Phải toilet. Ở quốc độ nào mình phải dùng cái từ quốc độ đó. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Từ vô ngại biện. Người đi thuyết pháp phải có bốn cái biện tài: nghĩa, từ. Nghĩa là mình hiểu cái nghĩa, từ là những ngôn danh từ địa phương người ta dùng, mình hiểu được thì mình ứng dụng nó đúng mà không làm phiền, không dễ dàng đến với người ta. Ví dụ như đây là xứ pháp, quý vị muốn nói lên ngôi chùa, quý vị phải xài tiếng pháp để người ta đi ngang, ta đọc được, ta biết đây là chùa Phật giáo bằng cái tiếng pháp. Rồi nếu mình ở xứ nói tiếng Anh thì mình ghi tiếng Anh, mình ở xứ Đức mình để tiếng Đức, mình ở xứ nào mình để cái tiếng đó để người ta nhận được. Được như vậy là mình ứng dụng được giáo lý, bởi vì lý là lẽ thật, giáo là lời dạy, mà lời dạy đó nó phải phù hợp với hoàn cảnh, với căn cơ con người mới gọi là giáo lý. Đem mấy đứa nhỏ vô đây, bác nó ngồi xuống hết, bắt đầu đứng lên bảng dạy nó một bài Bát Nhã Tâm Kinh. Hỏi thầy đang làm gì? Tôi đang dạy giáo lý. Hình tướng giáo thì có, lý có. Tại sao không? Vì không hợp căn cơ. Ngày hôm qua mình nói nếu làm như vậy thì không phải gọi là vị nhân tất đạt. Kêu nó vô mà không thành tựu được nó. Và thậm chí bây giờ phải học ngôn ngữ của tôi nó để mà thế giới tất đạt.
Bởi vì bây giờ nó có những cái từ của nó, giống như hồi nhỏ Việt Nam mình có mấy cái từ của mình, nít Việt Nam nó có những cái từ của Việt Nam mà mình nói với nó không hiểu. Bây giờ Việt Nam nó nhiều lắm mà mình không, mình về Việt Nam mà không biết mấy cái đó là chịu thua. Bây giờ nghe đó, muốn cái tẩy không, mình không hiểu cái chữ đó là mình chịu thua. Tẩy là cái gì hả? À, nước đá đó. Mà nó gặp mình nó hỏi mình cần cái tẩy không đâu, mình ngồi mình ngồi. Vậy quý vị thấy không? Cho nên vì muốn thành tựu chúng sanh là phải thế thế giới tất đạt, rồi phải vị nhân tất đạt, không rồi phải đối trị tất đạt. Nhiều khi mấy đứa nhỏ dùng từ đó, mình cũng phải nói những cái từ đó. Nói ra không phải là thô, nhưng mà tại vì chúng sanh thời đó ta nói như vậy. Cho nên hôm nay á, Pháp Hòa thưa với đại chúng là Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, là câu tâm chú của cái bài chú Đại Bi. Nhưng mà ở đây á, mình chỉ muốn nói lên cái nghĩa để chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Vì mục đích của chúng ta là giao ly, còn cái chuyện linh nghiệm cái gì đó không dám nói, cái đó tùy tâm của mỗi người hành trì. Ở đây chúng ta muốn linh nghiệm không? Ứng dụng cái câu này cho nó đúng cái nghĩa của nó. Mà mình dùng nó đúng nghĩa thì nó thành ra linh diệu. Có những cái từ ngữ mà chúng ta dùng không đúng chỗ, đúng người thì nó trở thành ra sai, người ta sẽ buồn, giận vì mình. Rồi nó tóm lại, ai muốn thành tựu được lãnh thổ tự tâm, lãnh thổ của gia đình mình hay rộng ra cho người xung quanh. Thôi bây giờ mình nói, sư cô trụ trì hay sư bà viện chủ muốn cái chùa này yên, tức là muốn lãnh thổ của mình yên, thì cũng phải ứng dụng 10 cái chữ của chữ án, phải không? Nếu không thì sao? Từ từ người ta cũng án mà, án phủi án tóc mày mà từ từ ta ngán ta án hả? Chứ mình cũng vậy. Bây giờ mình nghiệm lại, mình sao gần đây lãnh thổ mình không ai tới, giờ mình gọi tới nhà bạn mời ta tới chơi, ta không tới. Hay là thậm chí mình muốn tới gần ta nói chuyện, không ai tới với mình. Tự mình phải quán cái đó để tìm ra được cái nhân quả gì, mình đã gieo cái nhân gì mà bây giờ cái quả này nó là như thế. Cho nên cái chữ án nó có cái công năng như vậy. Và vì vậy tất cả mọi nơi chốn, thậm chí ở trên nóc chùa hay bất cứ một cái gì mà người ta muốn nói lên cái sự thanh tịnh, thành tựu, đều viết chữ án vào trong đó đó. Mà viết như vậy không phải là chúng ta vẽ bùa, nhưng mà gửi cái năng lượng, cái tâm nguyện của mình. Vì chữ án nó có 10 cái công năng như vậy. Hay nói một cách khác là ai cũng muốn đi tới chỗ ta bà ha đó. Ta bà ha có khi đọc là gì? Ta bà ha, sa bà ha, vì nó phiên âm từ tiếng Phạn là sa ha. Sa, chữ V ở giữa nó âm nhẹ, đọc là sa ha. Thì mình âm ra tiếng Việt, tiếng của mình là ta bà ha hay sa bà ha đều được hết. Nhưng nếu mà nói là âm chuẩn nữa đó là sa bà ha, vì chữ nguyên tiếng Phạn bắt đầu từ sa ha. Hay là cái chữ ta bà quý vị thường nghe đó, thế giới ta bà, mà chữ ta bà đó nguyên âm tiếng Phạn là sa ha. Cho nên mình đọc theo người Bắc là sa bà là đúng, còn mình đọc ta bà là nó hơi cạn chữ. Nhưng mà thủy chung ta bà hay sa bà nó đều chỉ cho cái thế giới chúng ta đang sống này. Và thế giới chúng ta đang sống gọi là ta bà. Vì sao là ta bà? Vì chúng ta phải kham nhẫn. Muốn thành tựu được cái gì, không kham nhẫn không thể thành tựu được. Tu hay làm ăn, ví dụ mở một cái cửa hàng, phải kham nhẫn. Kham nhẫn với thời gian để mà mình có lượng khách, kham nhẫn với những người khách đi vào trong quán của mình, kham nhẫn với những người làm để cho cửa tiệm mình nó yên ổn, thậm chí kham nhẫn với người đối tác để công việc của mình nó thành tựu hơn. Rồi phải kham nhẫn với người nhà, có khi người nhà mình không ủng hộ việc làm của mình, đôi khi mình cũng phải kham nhẫn để công việc của mình nó được tốt, vân vân. Cho nên thế giới này gọi là thế giới ta bà. Quả đất chúng ta đang sống gọi là cõi ta bà. Và cõi ta bà nghĩa là phải kham nhẫn. Người không kham nhẫn thì không thành tựu được. Cho nên sẽ thành tựu, nhưng chúng ta phải trải qua
một cái khoảng thời gian để chúng ta tiếp xúc, chịu khó, chấp nhận, quán chuyển, để từ từ cái chỗ đó nó thành tựu. Không có cái gì mà nó thành tựu một cách dễ dàng cả. Và cái gì nó cũng có phải có thời gian. Quý vị thấy một người mới vô tu không? Một chú tiểu mới vô tu, chưa cho họ giới, chỉ được làm lễ xuất gia thôi. Xuất gia là phủi tóc, mặc áo năm áo tràng để mà thực tập. Đến khi chú tiểu đó ít nhất tuổi phải 13, phải có chút hiểu biết mới được thọ sa di. Thọ sa di xong, chú tiểu đó phải hành pháp của một vị sa di cho đến khi nào chú tiểu đó tuổi đủ 20 mới cho họ tỳ kheo. Thì bây giờ quý vị thấy một người mới vào tu cũng phải vậy. Bây giờ quý vị 35 tuổi đi vô chùa tu cũng không thể không qua cái thời gian đó được. Ít nhất phải 6 tháng tới 1 năm làm tịnh hành, tức là cái người sống thanh tịnh, công quả tụng kinh trong chùa, để chùa quán xét cái oai nghi tế hạnh của mình, đồng thời cho mình một cơ hội coi coi mình có quyết định đúng đắn không. Nhiều khi ở nhà buồn khổ quá chạy vô chùa xin tu, rồi ở trong chùa tưởng ngon cơm lắm, tới hồi vô mới biết là trời ơi đủ thứ chuyện hết, người chuyện này chuyện kia, rồi cực khổ, thức khuya dậy sớm, rồi gặp biết bao nhiêu những tâm tánh của mỗi người mà mình phải chấp nhận. Được như vậy à, bây giờ tôi biết rồi đó, tu là phải như vậy, quyết định thì đi tu, còn nói thôi tôi kham không nổi thì xin về. Tức là mình tu phải quá một quá trình gọi là kham nhẫn. Như vậy thì không nghiệp gì chúng ta làm từ đời cho tới đạo. Hiểu như vậy, mai chiều ai mở cửa tiệm, sau năm rồi mà khách vẫn vắng, đừng có buồn, phải tiếp tục. Tiếng Mỹ nó kêu là build up, tức là phải xây dựng. Mình phải tiếp tục mình làm để mình có một lượng. Không có cái gì làm mà nó không có phải trải qua. Như vậy, ý Pháp Hòa muốn nói, đạo Phật hướng dẫn chúng ta sống trong cuộc đời này bằng những nghĩa lý như vậy. Khi chúng ta hiểu được lý do vì mà gọi như vậy, vì nó có cái nguyên do của nó, mà chúng ta sống đúng với cái chữ của nó như vậy, thì chúng ta là người giảm khổ. Giảm khổ. Thí dụ như người đó không học Phật gì đó, nhưng mà hãy đụng tới họ là họ biết rồi. Ôi, cuộc đời này sắc sắc không không. Lúc nào cũng lấy Bát Nhã ra nói, nhưng mà mình chưa ứng dụng, mặc dù mình có nói. Cho nên trong cuộc sống, quý vị đi vô trường, đã gọi là trường thì nó có thử thách của trường. Nó đi vô chùa, có thử thách của trường. Ra làm ăn, có thử thách của làm ăn. Nói mai mốt ra đời mà sống, chữ ra đời nó có cái nghĩa của chữ đời. Đó. Ôi thế gian, hiểu chữ thế gian thì không có gì để phiền muộn. Sanh lão bệnh tử, cho nên mình sống trong hoàn cảnh nào, nó đều có cái tên gọi của nó. Và chính chúng ta biết cái tên gọi của nó rồi, thì chúng ta không để cho nó làm mình sâu đậm cái phiền khổ như vậy. Thì sáng hôm nay, sau cái giờ thọ giới, thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng về một cái pháp tu qua những cái bài thần chú, đặc biệt là cái câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Không thời kinh nào của Phật tử Bắc Tông mà không tụng cái bài này. Hầu như là 90% tụng cầu an cũng có, cầu siêu cũng có, an vị Phật nói chung, ngày nào trong chùa bắt đầu thời kinh cũng phải tụng. Tại sao chúng ta phải tụng bài này trước khi chúng ta vào thời kinh? Bởi vì chỉ có năng lực kham nhẫn từ bi, chúng ta mới vượt tất cả mọi khó khăn. Mà nếu vượt được cái đó rồi đó, chúng quý vị vượt được cái cửa đó rồi đó, thì đi vào cửa trong cũng không khó. Giống như cửa ngoài là cửa sắt, cửa trong chỉ là mấy cái cửa gỗ thôi. Cái cửa sắt nó quan trọng, mà mở được cái cửa này đó ra rồi thì vô cửa này nó dễ. Cuộc sống của mình cũng vậy. Vô ngại đại bi tâm, được cái bốn mấy cái chữ đó thôi là chúng ta vượt được cả một quá trình. Vì sao? Vì chúng ta có thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Có nhiều khi người ta nói mình quá, ta giao mình nhiều việc cái mình la lên, trời ơi, bộ tôi ba đầu sáu tay hả? Ôi
ba đầu sáu tay mà không thua gì so với thiên thủ thiên nhãn. Vậy mà ngày nào cũng có thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Con có Đà La Ni, con có vô ngại đại bi tâm rồi, con không có gì vô ngại hết. Mà hãy gì mình mà tới chúng mà chịu không nổi cái bộ tôi có ba đầu sáu tay hả? Phải không? Tại sao mà bị gì? Con mắt đó là tượng trưng cho cái hiểu, bàn tay là tượng trưng cho nâng đỡ. Hiểu hoàn cảnh nào nâng đỡ hoàn cảnh đó, hiểu hoàn cảnh nào nâng đỡ hoàn cảnh đó. Cho nên ngàn tay ngàn mắt. Quý vị thấy Đức Chuẩn Đề có 18 tay không? Đức Chuẩn Đề 18 tay. Tay cầm sâu chuỗi, tay cầm chùm nho, tay cầm cái búa, tay cầm cái kiếm, tay cầm cái kiếm, vân vân. Tại sao Bồ Tát cầm nhiều thứ vậy? Để gì? Để tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh cần thuốc nào thì có thuốc đó. Mình là một cái nhà bán thuốc, không có thiếu thuốc gì hết. Ai tới cần thuốc gì, mình cung ứng họ đúng liều. Thậm chí cũng là thuốc Tylenol, nhưng mà quán cơ thì còn nít, không thể cho nó nhiều như vậy. Nửa viên thôi, vì nó dưới 12 tuổi, chút xíu cho nó nửa viên nữa. Đó. Mặc dù là nói giáo lý, nhưng mà thiếu cái quán cơ cũng không thể thành tựu được. Cho nên hiểu được như vậy thì quý vị sẽ thấy mỗi mỗi câu thần chú đều là những cái pháp tu. Ngay cả cái câu làm sao mà quảng cáo Bát Nhã Tâm Kinh câu thần chú mà dễ sợ như vậy. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không hư dối, chân thật bất hư. Liền nói chú này, yếm đế, yếm đế, ba la yếm đế, ba la tăng yếm đế, bồ đề tát bà ha. Không dịch. Tại sao không dịch? Tại vì để vậy mình không hiểu vậy, cho nên mình tụng tha thiết lắm, tụng hết lòng lắm, vì mình tin vào thần chú này là chân thật bất hư mà. Tới hồi giảng ra rồi, yếm đế là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, qua bờ bên kia rồi, vui quá, reo lên, vui mừng. Vậy thôi. Yết đế, nghe dễ sợ con thần chú, nhưng mà thật sự cuộc sống là gì? Không có cố gắng thì không gì được, phải không? Cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa. Pháp Hòa đi qua Âu Châu, xuống máy bay là chiều ngày 30. Một tiếng đồng hồ sau thôi, nói hai tiếng đồng hồ đáp xuống máy bay chưa, không có nghỉ nha, tiếng đồng hồ sau là phải giảng hai thời. Từ ngày 1 Tây cho đến hôm nay là 24 Tây, không ngày nào nói dưới 2 tiếng. 24 bữa, nếu mà cộng lại là ngày 2 thời là 48 buổi trong 24 ngày. Nhiều khi sáng ra nó mệt mỏi vô cùng, nhưng mà giờ tới giờ rồi ở dưới này ta ben 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 rồi thì bắt đầu tụng yết đế lên liền, cố gắng cố gắng, rồi dậy bước xuống, bước xuống cầu thang. Chứ mình thân thánh thần gì đâu mà không cố gắng đâu. Cho nên hiểu được như vậy rồi thì nói, ôi cha, Phật pháp đâu có gì, nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Từ cái công việc làm nhẹ nhàng cho đến những cái điều khó nhịn. Từ cái công việc nhỏ cho tới việc lớn, không cái gì không cố gắng thì nó không có thể nào mà thành tựu. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị cắm bình hoa, chỉ bây giờ mình rút một cánh hoa, hai cánh hoa, tự nhiên mình thấy nó thiếu thiếu gì. Bây giờ chỉ cần thêm một cái nó vô thì nó sung mãn. Mình cũng như vậy, cuộc sống của mình cũng vậy. Nhiều khi mình nói thôi có mỡ thì vậy, không mỡ thì chợ cũng đông, có mỡ thì chợ cũng đông, không mỡ thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Mình nói vậy thì ai cũng nghĩ kiểu mình hết rồi, thì thế nào chợ nó cũng vắng. Bây giờ mình sửa là có mỡ thì chợ cũng đông, phải không? Không mỡ thì chợ cũng đông, có mỡ thì chợ sẽ đông thêm một người. Đám cưới ta mời 6 giờ, đi chi sớm vô ngồi không à? Mình nghĩ được vậy, người khác cũng nghĩ được vậy. Cho nên đám cưới nào mời 6 giờ cũng tới 9 giờ mới ăn. Đúng không? Tại vì mình cứ cái kiểu của mình là như vậy.
Nhưng bây giờ nếu chúng ta phát tâm ngược lại, người ta mời 6 giờ, mình nên có mặt 6 giờ. Hôm nay kỳ này mình ngồi đó bao nhiêu người bán, nhưng mà sự có mặt của mình, người ta bước tới người ta thấy thiếu, người ta cũng ngại ngùng. Quý vị để ý, nhiều khi mình tới đâu bao nhiêu người ngồi chờ mình, trời ơi, mình là người cuối cùng, ốt dụng muốn chết, mắc cỡ ngại ngùng, lần sau cố gắng. Cho nên cái sự nhẫn nhục của bao nhiêu ngồi chờ một người đó, nó không phải là vô ích đâu. Nó nhiều khi muôn người, ngàn người ngồi chờ để thành tựu cho một người. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên cái chỗ thành tựu chúng sanh đâu phải dễ. Ở trong kinh kinh Hoa Nghiêm có nói tới một cái bài pháp là muốn thành tựu chúng sanh, Bồ Tát phải trải qua 10 giai đoạn, hay là 10 cách để thành tựu chúng sanh, chứ đâu phải bình thường. Cho nên nhiều khi á, cả gia đình mình, hai vợ chồng, 5 đứa con phải chịu đựng một thằng con, cố gắng đi. Tại vì thằng con đó là Bồ Tát của mình, đó là Bồ Tát nghịch hạnh, và chúng mình ngồi đó, tất cả Bồ Tát này phải vì một Bồ Tát để thành tựu cho một Bồ Tát. Cho nên trong kinh Địa Tạng đó, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Sao kỳ vậy? Có một ông Bồ Tát Địa Tạng lên cõi trời thôi, mà chư Phật ba đời mười phương Bồ Tát phải quy hướng về ông đó, đâu phải chuyện bình thường. Người trời bạch Phật, nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Mình sẽ đặt một câu hỏi, một ông Bồ Tát thôi mà tại sao mà mười phương chư Phật và Bồ Tát gì mà phải quy ngưỡng vậy đó? Vì cái ông đó là cái tâm, mà tâm xưa nay chưa biết hướng thượng, mà hôm nay biết hướng thượng là hướng về cõi trời. Một người hướng tâm về cõi trời thì vui không? Cho nên mười phương phải ca ngợi. Cho nên nhiều khi con nó làm biếng nó không ăn, mà năn nỉ nó đút được cho nó muỗng cơm, mà cả nhà vỗ tay, con giỏi quá. Có không? Nhiều khi đứa nhỏ nó chỉ cần ăn một muỗng cơm thôi. Rồi bây giờ quý vị tập cho một người bệnh, họ bị tai biến, họ bán thân, mà tập cho họ bước được một bước đi tới, vỗ tay lên, cổ vũ họ. Đó. Như vậy thì rõ ràng ngay cái cuộc sống hàng ngày của mình là mình đã thấy rõ rồi. Muốn thành tựu chúng sanh, đôi khi bao nhiêu người xung quanh, chỉ vì một bước chân của người đó mà chúng ta phải nhẫn nại để thành tựu. Thế thì trong cõi đời này, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhìn lại trong gia đình của mình, có phải chúng ta đã từng làm cái chuyện gọi là cả gia đình phải ngồi chờ một đứa con thay đổi, cả gia đình phải ngồi chờ một đứa con nó quay đầu? Nhưng mà đừng cho cái đó là không có ích, vì muốn thành tựu một chúng sanh không phải dễ. Và ngày xưa nếu nhìn lại mình cũng y chang vậy. Ngày xưa từng đi ngang chùa, có bao giờ mình nghĩ tới? Ngày xưa có bao giờ mình nghĩ tới ăn chay? Ngày xưa có bao giờ mình nghĩ tới đi chùa gọi là tu tập? Nhưng ngày nay mình lại biết quay về. Tự nhiên mình thương xót những người khác, mình muốn quay về, thì mình phải có cái tâm nhẫn nại. Không nhẫn nại thì chúng ta khó mà thành tựu được tất cả. Quý vị thấy Đức Quan Âm không? Ngài cũng nhẫn với mình dữ lắm. Bữa nào mình khổ, mình tới với Ngài tiếng đồng hồ. Bữa nào mình bớt, chừng 5 phút. Đổi cái tên của Ngài, mình khổ mình gọi cái khác. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Bạch Y Quán Âm Bồ Tát. Mà bữa nào mình hết khổ với Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, cho nó gọn, cho nó lẹ và đi ngủ. Còn bữa nào mình khổ là thôi, thức đêm thức hôm, tha thiết ít hà. Rồi thậm chí đưa tay xuống Quan Âm nhỏ cho con vài giọt cam lồ. Rồi bữa nào, cho nên Ngài cũng khổ với mình lắm. Hễ mà cái bình nước mà đứng lên dựng đứng vậy nè, như Quan Âm mà cầm mà đứng vậy, đừng có thờ cái tượng Quan Âm mà thờ một cái bình cũng trút xuống vậy nghe không? Vì mình xin Ngài không có đưa ra. Chắc phải đổi cái tượng, ra chợ kiếm cái tượng mà Quan Âm cầm bình trút xuống vậy. Rồi cái người khác đi ngang nó không có nên thờ vậy nghe không? Hỏi sao vậy? Trút hết rồi còn gì ăn. Rồi cái là đi ra đổi tượng khác.
Cho nên nội cái Quan Âm mà cũng không yên với mình, có cái bình của Ngài, mà mai mình biểu diễn lên, mốt mình biểu diễn xuống. Rồi nghe cả Đức Thế Chí đứng không yên với mình. Có người thì biểu thờ Đức Thế Chí là phải tìm cái tượng Thế Chí cầm bông sen á. Hỏi sao vậy? Nói cái đài sen nó chắc, ngồi nó vững. Còn Đức Thế Chí mà cầm kiểu này nè, mỏng manh quá sao leo lên. Rồi đi đổi. Cho nên rồi các ngài cũng chịu đựng với mình dữ lắm. Rồi quý vị thấy không? Rồi đến nỗi mình xin riết rồi Phật Di Lặc cũng đầu hàng mình. Cho nên tượng nào đưa hai tay mình, ngài chịu luôn. Rồi thì hôm nay sáng có quà chia sẻ với đại chúng qua cái bài thần chú này. Rồi đại chúng nhớ là trong cuộc sống của mình muốn thành tựu chúng sanh thì không muốn thành tựu quốc độ, lãnh thổ hay là chúng sanh của mình, nương nhờ cái năng lực của 10 cái nghĩa của nghĩa án, đồng thời lấy cái pháp trong thế gian này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều khi một mình cứ ra đó mình im đó để mà thành tựu muôn ngàn cái chúng sanh khác. Như một bà mẹ chờ đứa con đi chơi mỗi đêm về, nó về 3 giờ sáng mẹ cũng chờ, 4 giờ sáng mẹ cũng chờ. Một hôm nọ nó đi về, nó thấy mẹ nó ngồi tới sáng. Sao mẹ ngồi đây? Con chưa về, mẹ không yên tâm. Con đâu có cần mẹ lo, mẹ đi ngủ đi, con đâu có cần. Con nói vậy sao được con? Con là con của mẹ mà con đi chơi vậy sao mẹ chịu nói? Từ đó về sau không bao giờ nó dám đi về trễ hơn nữa, vì nó biết rằng khi nó chơi như vậy có một người đang ngồi chờ. Quý vị thấy điều đó. Cho nên muốn thành tựu chúng sanh, nhẫn nhục, chịu đựng một cách rốt ráo viên mãn như vậy đó, gọi là ba la mật. Chúc đại chúng có một buổi sáng an vui. Và theo cái chương trình thì hôm nay là 12 giờ chúng ta sẽ dùng trưa, sau đó là nghỉ ngơi cho tới 1 giờ rưỡi. Thì 1 giờ rưỡi Pháp Hòa sẽ trở lại sinh hoạt với đại chúng với một cái tiết mục là hát theo yêu cầu. Nghĩa là quý vị yêu cầu hát bài nào sẽ hát bài đó. Em chưa nói hết. Chùa Sa Pha có giấy viết đâu đó ở bàn thư ký đó. Quý vị cần ghi những câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học của mình, quý vị có thể viết câu hỏi vào tờ giấy, rồi để một cái chuông này, những câu hỏi sẽ được thu nhận trước 1:30 để chúng ta chuẩn bị. Rồi 1:30 mình sẽ có chương trình trả lời câu hỏi với đề tài là hát theo nhạc yêu cầu. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hằng Phật đạo vô lượng.